Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển file PDF thành file Word Giả sử như đây Tôi có một file PDF Bây giờ tôi sẽ mở cái file PDF này lên Đó Bây giờ tôi muốn là chuyển file PDF này sang file Word Để tôi có thể là chỉnh sửa nội dung Thì cách chuyển file PDF sang file Word Thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây Bước đầu tiên á Các bạn chúng ta sẽ mở trên gì web lên Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ truy cập vào trang là google.com. Rồi, sau khi vào Google rồi á, tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ tiến hành là đăng nhập tài khoản Gmail của bạn vào. Rồi, sau khi các bạn chúng ta đã đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn rồi, tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng ô vuông. Và chọn vào Drive. Thì lúc này á, nó sẽ lock vào tài khoản Google Drive của bạn. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là up file PDF vừa rồi lên tài khoản Google Drive của tôi, sau đó tôi sẽ tiến hành là chuyển qua Facebook. Thì ở đây á, ở cái dòng Drive của tôi, tôi sẽ bấm vào mũi tên chỉ xuống và chọn vào dòng là tải tập lên. Tiếp theo, tôi sẽ chọn vào file PDF mà tôi muốn up lên Google Drive. Đây, nó có tên là file PDF và bây giờ tôi sẽ chọn vào. Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào Open Thì lúc này á File PDF của tôi Nó sẽ được up lên Google Drive Ở đây nó thông báo là Đã tải xong một mục lên này Rồi bây giờ tôi sẽ lock lại tài khoản Google Drive của tôi Bằng cách là quét trọng và đường dẫn Bấm Enter Đây chính là file PDF Mà tôi vừa up lên Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn Cách chuyển file PDF này sang Word Thì ở đây á Các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột của nó Nhớ nha, bấm vào giữa này. rê chuột vào, mở bằng, chọn vào Google Tài liệu. Thì lúc này á, Google Tài liệu nó sẽ mở file PDF lên. Đó như vậy là nó đã mở xong. Sau khi mở xong á, nó sẽ chuyển từ file PDF sang file Word này. Và bạn có thể là copy nội dung được. Và các bạn chúng ta sẽ quét chọn toàn bộ nội dung trong file PDF này, quét chọn hết bấm phải chuột chọn vào sao chép sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ mở file lên ở đây tôi sẽ mở một file mới dán ra bằng cách là bấm từ phím Ctrl V thì lúc này á tôi đã lấy được nội dung trong file PDF sáng file work. rồi bây giờ tôi có thể là chỉnh sửa nội dung thêm hoặc là bớt nội dung sau đó tôi sẽ lưu lại chọn vào browser ở đây tôi sẽ lưu file word ở máy hình desktop, tôi đặt tên là file word, sau đó tôi sẽ bấm save lại, đó như vậy là tôi đã chuyển từ file PDF sang file word, đó đây là file mà tôi vừa lưu lại, thì đây là nội dung có trong file PDF, đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chuyển file PDF thành file word, nếu thấy video hay, good thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.